À, vâng, lại gửi lời chào đến toàn thể các bác các anh em. Thì hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho các bác cái mẫu quần áo ngụy trang dàn di đốm không nhá, hay là cái quần túi đeo hông để hay giày đi rừng phục vụ cho các bác săn bẫy bác nhá. Thì cũng bây giờ đang đến mùa săn bẫy 2020, thì các bác nào mà đang có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp theo ba số điện thoại chính của shop để đặt hàng. Shop em đến từ Bắc Giang các nhá. Đấy, ship hàng là COD toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra hàng đúng sản phẩm thì các bác thanh toán tiền. Thì hôm nay sẽ công bố một bộ quần áo dàn di đốm cũng như giày ngụy trang đấy, hay là túi đeo hông. Thì hôm nay số lượng về là rất là nhiều các nhá, để phục vụ cho anh em. Thì như bác thấy đây trên hình đây, số lượng về rất là nhiều để phục vụ cho các bác. Thì hôm nay các bác nhá, đây là cái túi đeo hông này. Đấy, túi đeo hông này thì nó sẽ rất là tiện lợi cho anh em mà đi rừng. Đấy. À, các bác có thể đeo đựng được chai nước, mẫu mới không ạ? Đây là cái mẫu túi đeo hông đựng được chai nước không nhá. Đấy. Và đây là cái bộ màu dàn di đốm luôn. Đấy, nó sẽ có dây đeo đầy đủ luôn không nhá. Đây là cái giày dàn di đốm này. Đấy. Áo ngụy trang dàn di đốm không nhá. Đây. Công bố các bộ các bác thử xem này. Đây em đã thắt sẵn rồi các bác nhá. Đây. Cái mẫu này thì nó sẽ có đựng được chai nước không nhá. Đấy, đựng được chai nước này. Và cũng rất nhiều ngăn. Đấy. Đây các bác nhá. Đấy. Thì đây nó có một cái khóa đây để các bác đựng điện thoại này, hay đựng đồ đi rừng này. Đấy. Đây rất là nhiều ngăn, trong này nó có một cái ngăn nữa các bác nhá. Đấy, ngăn khóa nữa. Đấy. Đây. Đây các bác nhá. Đây. Đây nó có cái một cái khóa nữa này. Ở trong này thì các bác có thể đựng bi, đấy, đựng đạn, các bác mà đi chơi BCB các bác có thể đựng đạn. Đấy, rất là tiện lợi cho anh em. Rất nhiều ngăn, bên này thế thôi nhá. Đây nó có một cái nữa này. Đây. Đây nó có một ngăn nữa này. Đấy. Để tiện lợi cho anh em đi rừng. Đấy, rất tiện lợi luôn. Đây. Đây, đấy. Mẫu này thì đảm bảo các bác là vải là vải hàng là may, hàng nhập khẩu nhá, giá cực rẻ luôn. Giá chỉ có 200.000 đồng thôi các bác nhá. Bao ship toàn quốc. Đây là cái túi đeo hông. Đấy, đựng chai nước, bên em cũng có cả mẫu túi đeo hông mà không đựng chai nước các bác nhá. Có hai mẫu túi đeo hông. Các bác mua sản phẩm nào thì cứ alo cho shop để đặt hàng. Đấy. Ngoài những cái cung cấp như cái túi đeo hông này thì bên em cung cấp cả quần áo ngụy trang dàn di đốm, hay là quần áo ngụy trang màu lá cây khô, giày đi rừng, các sản phẩm khác không nhá. Đấy, các bác nào xem được video thì cho em xin một like, một đăng ký. Đây, đây là cái bộ quần áo dàn di đốm này. Đấy, mà bên shop đang kinh doanh này. Đấy, mẫu này mà các bác mua cả bộ thì rất là tuyệt vời luôn, là vì nó phụ kiện đầy đủ luôn các nhá. Đấy. Áo này thì nó vải mỏng thôi. Đấy. Anh em có thể tham khảo mẫu này đi nắng hay là vào rừng ngụy trang rất là tiện lợi. Đấy các nhá. Đấy, có túi này, đây là quần của nó này. Đấy. Nếu cả bộ này thì cả giày nữa luôn các nhá. Đấy, hay là mũ ngụy trang. Đấy. Túi đeo hông hay là khẩu trang bên em cung cấp đầy đủ nhá. Đấy, các bác nào thì có liên hệ thì có thể liên hệ với em. Cái túi đeo hông này, cái bộ quần áo này thì bằng khóa vải kaki mỏng lắm nhá. Đấy, mặc rất là mát, tiện lợi cho anh em mà đi trời nắng ngoài Bắc, mà đi trời nắng chống nắng rất là tốt. Đấy, trên này nó có một mũ nữa nhá. Đấy, mũ liền này. Đấy, mũ liền các bác nhá. Đấy, mũ liền này. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Đấy, đây là xong. Đấy. Thì bộ quần áo thì nó có đủ size không nhá. Đấy, từ size nhỏ cho đến size to. Đấy, túi đeo hông này thế không nhá. Đấy, đây nó có một cái thắt lưng da đây không nhá. Đấy. Thì tùy theo anh em to và nhỏ không nhá. Đấy, nó có cỡ hết để các bác có thể to thì các bác mở to, nhỏ thì to, nhỏ to không nhá. Đấy, màu lá, màu dàn di đốm hết không nhá. Đấy, nên là hôm nay hàng tiếp tục về để phục vụ cho anh nhá. Các bác nào mà đang có nhu cầu thì liên hệ bên em các nhá. Đấy, ngoài những cung cấp những cái đồ ngụy trang thì bên em cũng cung cấp rất nhiều đồ săn bẫy, đồ chơi các bác nhé. Em sẽ kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop. Em nào